hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Nghèo mà còn chơi đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không? Có mà, hai vậy nha, phở. Bớt nghèo lại đi nha, không ai giúp quà đâu, bye bye cho. Cái này dở rồi, dừng ngay video này lại. Và cái video này nên chúng ta nên báo cáo ngay lập tức để tẩy chay ngay nó. Các bạn biết không? Anh em chắc hôm nay lướt thấy rất là nhiều cái video như này. Ông anh này thì gọi là nghe vẻ nói bảo tôi có học, nhưng mà nghe những cái câu từ ba cái câu nào thế này thôi, đảm bảo là mình khẳng định với anh em là không có học luôn. Vì gọi là quá coi thường bề trên. Mình ngày xưa mình được học đó là kính trên nhường dưới, học ăn học nói. Đấy, những cái câu nói của các cụ ngày xưa là chúng ta từ bé đến giờ là anh em học đạo đức lớp 1 đến lớp 5. Rồi đến cấp 2 thì anh em học giáo dục công dân. Cấp 3 các bạn cũng được học giáo dục công dân đến tận lớp 12. Và các bạn chắc chắn là anh em phải cố gắng để rèn luyện đạo đức của mình cho thế nào cho tốt, cho đẹp, đúng không nào? Nhưng mà ông anh này là quá là thất vọng. Thật sự không biết là anh có học đạo đức mấy giáo dục công dân tốt hay không. Và một điều quan trọng, thế hệ chúng ta, thế hệ Gen Z khá là trẻ, tiếp thu kiến thức khá là nhanh. Mong là các bạn sẽ học được cái tốt, cái đẹp, chứ đừng học những cái xấu vào đầu mình, cực kỳ ảnh hưởng xấu và thà ảnh hưởng đến một thế hệ tương lai mọi người nhá.